Kính mời các đồng chí đại biểu toàn thể hội nghị đứng dậy làm lễ chào cờ.
theo chương trình là xin đoàn kết đạo viên mới. Sau đây tôi xin đọc quyết định để đạo viên mới. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của đồng chí Trần Phúc, Hội Kiến binh quận Liên Chân, Ban chấp hành Hội Kiến binh phường An Biên. An Biên ngày 6/12/2023 quyết định về việc kết nạp hội viên. Sau đây quý vị công chí có quyết định trên lên sân khấu. Xin đọc lại danh sách: một đồng chí Trần Văn Thịnh, hai đồng chí Nguyễn Quang Hải, ba đồng chí Phạm Văn Hiền, bốn đồng chí Giang Mạnh Cường, năm đồng chí Mai Văn Cầu, sáu đồng chí Đặng Văn Thanh, bảy đồng chí Lê Hùng Phong, tám đồng chí Vũ Văn Chiến, chín đồng chí Hoàng Thị Lập, mười đồng chí Trần Thị Hoàng. Kính mời các đồng chí lên sân khấu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí hội viên. Hôm nay Hội Cựu chiến binh phường An Biên tổ chức kết nạp hội viên mới, thì xin chúc mừng các đồng chí vừa kết nạp và từ giờ phút này các đồng chí là hội viên của Hội Cựu chiến binh phường An Biên. Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường An Biên, giao nhiệm vụ cho các đồng chí hội viên được kết nạp hôm nay thực hiện các quy định sau đây. Một, mọi hội viên và tổ chức hội có trách nhiệm thực hành điều lệ hội, nhiệm vụ và quyền lợi của hội viên, nhiệm vụ của hội viên. Một, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước. Hai, chấp hành điều lệ, nghị quyết của
của hội tích cực tham gia các hoạt động của hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà hội giao cho. 3. Tích cực học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức, giữ gìn phẩm chất, tư cách hội viên. 4. Đoàn kết, tương trợ nhau trên tình nghĩa đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn. 5. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, đóng hội phí sinh hoạt một tổ chức cơ sở hội và tham gia xây dựng hội trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Quyền lợi của hội viên: 1. Được thông tin bồi dưỡng nâng cao kiến thức cần thiết theo sự phát triển của tình hình nhiệm vụ cách mạng, tham dự sinh hoạt hoạt động hội. 2. Đã được giúp đỡ về kinh tế, cải thiện đời sống theo khả năng của hội. 3. Hội được hội giúp đỡ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 4. Thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị, biểu quyết công việc của hội. 5. Ứng cử, đề cử, bầu cử của cơ quan lãnh đạo các cấp của hội. Các đồng chí được kết nạp hôm nay sinh hoạt tại các chi hội, tổ dân phố nơi cư trú đã được phân công, đã được quyết định trong quyết định. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng tổ dân phố tiên tiến, chi hội và hội trong sạch vững mạnh, phấn đấu hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa hạnh phúc. Cuối cùng chúc đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Báo cáo thì trước đây công trình tôi xin thay mặt ban chấp hành của hội chỉ trình bày bản báo cáo của hội trong báo cáo tổng kết hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phần thứ nhất, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 48 năm ngày giải phóng miền Nam, 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 133 năm ngày sinh của Bác, 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 7 tháng 9, 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ hội viên hội cựu chiến binh của phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội năm 2023. Hội có 09 chi hội, có 8 chi hội tại các tổ dân phố và 1 chi hội sinh hoạt tại cơ quan. Ban chấp hành hội có 11 đồng chí, 3 đồng chí là ủy viên thường vụ. Hội đã tiến hành tổng kết hội năm 22, đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 1923, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. 6. Rà soát kiện toàn tổ chức hội và rà soát hội viên phục vụ cho các cấp, xếp các đơn vị hành chính theo đề án cấp trên. 7. Tập trung xây dựng hội, tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng ban chấp hành các cấp vững, ban chấp hành và chi hội vững mạnh, giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, nền nếp sinh hoạt, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động của tổ chức hội. 8. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ hội viên tổ chức hội, rà soát nắm chắc hội viên có hoàn cảnh khó khăn để chúng ta động viên và có điều kiện là trong hoàn cảnh của hội. 9. Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội để kiểm tra giám sát, làm giải quyết đơn thư, chỉ đạo tốt các tổ chức hội phối hợp thực hiện công tác hoạt động kiểm tra giám sát, tốt nhận đảng không có đơn thư khiếu nại chúng ta giải quyết ngay từ ban đầu. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đúng nội dung, đúng nội dung và đúng thời gian quy định. Trên đây là báo cáo công tác hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Trong quá trình thực hiện, nếu nhiệm vụ có gì phát sinh thì ban chấp hành hội sẽ kịp thời bổ sung cho phù hợp với tình hình cụ thể xảy ra. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, sau đây là phần tham luận của các đại biểu. Xin các đồng chí, đồng chí là xin kính mời đồng chí Đào Thanh Tùng đại biểu cho chi hội một lên phát biểu đề nghị. Kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí hội viên. Được sự phân công của ban tổ chức hội nghị, tôi xin phát biểu một số ý kiến về phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đầu tiên, xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bác, các đồng chí hội viên lời chào trân trọng nhất, kính chúc toàn thể các quý vị mạnh khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn đồng chí là Thanh Tùng. Sau đây xin kính mời đồng chí Lê Hồ Bắc đại biểu Chiêu Thắng lên phát biểu ý kiến của mình. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Lê Trân, các đồng chí thay mặt các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành của quận huyện. Hôm nay là cho hội nghị. Hôm nay Hội Cựu chiến binh phường An Biên tổ chức kỷ niệm 78 năm thành lập, 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tổng kết phong trào hoạt động của Cựu chiến binh phường năm 2023. Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết mà đồng chí Chủ tịch phường vừa trình bày. Về phía cá nhân, tôi xin phép được bổ sung thêm tổng kết và hoạt động của Cựu chiến binh phường trong năm 2023 như sau. Trong những năm qua, Cựu chiến binh phường đã làm rất tốt công tác tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày thương binh liệt sĩ ở các ngày lễ, ngày Tết, và làm tốt công tác truy điệu thương binh phủ quân kỳ cho những hội viên qua đời trang trọng, nghiêm túc, đúng nghi lễ, đã lưu lại những hình ảnh đẹp động viên cho các hội viên qua đời và được nhân dân đánh giá cao. Cựu chiến binh chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ chọn nghĩa với nước non, sắt son tình đồng đội. Có được những thành tích trên là do lãnh đạo Cựu chiến binh phường sâu sát, chỉ đạo kịp thời, tổ quân kỳ nhiệt tình, hăng hái, không quản ngại đường xa ta chết để làm tốt nhiệm vụ được giao. Mong rằng từ nay về sau các đồng chí sẽ tham gia nhiệt tình, trách nhiệm để việc thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn, đóng góp chung vào thành tích của Cựu chiến binh phường. Kính chúc đồng chí mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo thì sau đây chúng ta chuyển sang phần khen thưởng. Sau đây xin kính mời đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận lên trao giấy khen cho các tập thể cá nhân. Kính mời đồng chí.
phường nên phát động thi đua năm 2024. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, kính thưa đồng chí, tôi lên thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh phường xin lên cái nội dung, xin trình bày cái nội dung cái quyết đấu thi đua của năm 2024 có 6 mục tiêu. Tôi chỉ trình bày cái biện pháp tổ chức thực hiện. Thứ nhất là tích cực xây dựng bảo vệ đảng và chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên trì đấu tranh với các quan điểm sai trái và âm mưu diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Hai là động viên cán bộ, hội viên tham gia nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Cái thứ ba là tích cực tham gia thực hiện các phong trào cuộc vận động cả nước, các địa phương, nhất là phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Bốn là tích cực chủ động với các ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả nghị quyết liên tịch các chương trình phối kết hợp giữa các cấp, nhất là chương trình hoạt động vận động thanh niên hoàn thành nhiệm vụ quân sự. Năm là gắn việc triển khai thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hội trong sạch vững mạnh để chính trị tư tưởng tổ chức tiếp tục đổi mới nội dung phương thức, xây dựng chất lượng hiệu quả hoạt động công tác của hội, nhất là ở chi hội, tích cực phát triển tổ chức hội của hội, phát triển hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tổ chức phong trào thi đua phong trào thi đua năm 2024 chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ đầu năm đến 30 tháng 5 năm 2024. Đợt 2 từ 30 tháng 5 đến 30 tháng 9. Đợt 3 từ 30 tháng 9 đến 31 tháng 12. Trên đây là chủ đề nội dung chỉ tiêu năm 2024. Thường trực hội cựu chiến binh quận kêu gọi cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng bằng những hành động thực tiễn, thiết thực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác 2024. Giao ước thi đua năm 2024 được ban chấp hành hội cựu chiến binh quận, hội cựu chiến binh phường thông qua và ký kết với quyết tâm đoàn kết thực hiện nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Xin kính mời đồng chí đảng bộ phó chủ tịch hội chiến binh quận, xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy bí thư đảng ủy lên chứng kiến để ký kết giao ước thi đua. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Nhật, ủy viên quận ủy, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường, kính thưa toàn thể các bác các đồng chí, trước hết là thay mặt các đồng chí thường trực hội cựu chiến binh quận xin chúc sức khỏe các bác các đồng chí, đặc biệt là chúc mừng các tập thể cá nhân vừa được biểu dương khen thưởng, các bác vừa được trao kỷ niệm chương năm nay, xin chúc các bác mạnh khỏe và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Về dự hội nghị với chúng ta và chỉ đạo hội nghị, xin chân thành kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nhật, ủy viên hội nghị, bí thư hội nghị, chủ tịch hội đồng nhân dân phường lên phát biểu về hội nghị. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí đảng bộ phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận, kính thưa toàn thể các bác đồng chí. Trước hết thì xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương hôm nay về dự với lễ kết nạp và hội viên mới như là hội nghị đoàn kết công tác cán bộ chúng ta năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Để trước hết xin phép được gửi tới toàn thể các bác đồng chí lời chúc sức khỏe và chúc cho hội chiến binh ta tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giao. Ngày mới chúng ta tổng kết công tác năm 2023, hướng nhiệm vụ năm 2024, thì chúng ta vui tin được đón các đồng chí là đảng bộ là phó chủ tịch hội chiến binh quận, các đồng chí bí thư đảng ủy phường, bí thư tỉnh, ủy ban nhân dân phường.
đến dự và đã có những lời phát biểu chỉ đạo đối với hội nghị. Thì thay mặt ban chấp hành hội cựu binh phường, chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí và đoàn kết hội viên của chúng ta đoàn kết là phát huy những mặt ưu điểm và khắc phục những mặt còn yếu thiếu để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Và trong thời gian tới thì kính mong là hội cựu binh quan rồi đảng ủy phường rồi ủy ban nhân dân phường thì tạo điều kiện thuận lợi và phối kết hợp chúng tôi để hội cựu chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cuối cùng xin chúc đồng chí lãnh đạo, chúc đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Hội nghị tại kết thúc tại đây.